Xin chào, tôi là Thái Juni. Hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật đỡ vòng bước 1 đơn giản và hiệu quả. Bước 1, quan sát hướng bóng bay đến và chuẩn bị tư thế cho pha đỡ bóng bước 1. Bước 2, di chuyển đến đúng vị trí bóng sắp hạ đất. Có thể tiến đến hoặc lùi ra, sang trái hoặc sang phải. Bước 3, xác định bộ phận sẽ đỡ bóng. Nếu thấp thì sử dụng gầm, mu hoặc lòng bàn chân. Nếu bóng cao hơn thì dùng đùi, ngực hoặc cả bằng đầu. Bước 4, chọn hướng di chuyển hợp lý sau khi đỡ bóng để tạo điều kiện tốt nhất cho pha xử lý tiếp theo. Chúc các bạn tập luyện thật tốt và tôi là Thái Juni.